Dạ vâng, em Khả Năng xin kính chào tất cả quý bà con, quý cô bác, quý anh chị cùng toàn thể mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại kênh mua bán ô tô cũ giá rẻ Khả Năng Ô Tô Hải Phòng. Số điện thoại 0326062789. Hiện tại thì em đang có mặt ở bãi xe mà muốn lên sóng báo giá review cho bà con, các bác anh chị là không biết là quay cái dòng gì. Thì Khả Năng xin phép gửi tới tất cả quý vị anh chị, bà con cùng toàn thể mọi người một lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc cho mọi người luôn luôn may mắn thành công, đạt được nhiều điều mơ ước trong cuộc sống nhé. Khả Năng thì chuyên mua bán trao đổi những dòng xe cũ đã qua sử dụng. Hiện tại thì đang có khoảng 200-300 cái phục vụ cho bà con. Thì hôm nay em sẽ lên sóng báo giá cho bà con một số những mẫu xe anh em có thể khởi nghiệp được, chạy dịch vụ hoặc là đi gia đình khá là ok, với cửa tiền hơn 200 một tí, 200 đến 250. Để cho anh em tiện theo dõi thì Khả Năng Ô Tô xin được tổng hợp một cái video này. Anh em nào ưng chiếc nào thì Khả Năng Ô Tô xin anh em chụp ảnh màn hình xong rồi gửi qua Zalo số điện thoại Khả Năng Ô Tô 0326062789. Em chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Các bác nào mới đi qua làm ơn xin một follow kênh, một đăng ký kênh và một chia sẻ kênh nhé. Còn anh em nào đã xem lâu rồi cho em một comment để em góp ý giúp em, để em quay những dòng gì hay là làm về con xe gì để em biết đường em quay phục vụ cho các bác nhé. Khả Năng chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Anh em nào nền tảng YouTube anh em có thể qua TikTok hoặc là qua Facebook ủng hộ Khả Năng Ô Tô, anh em cứ search Khả Năng Ô Tô là ra hết các bác nhé. Khả Năng chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Em thì có mấy anh em người ta đặt tên là Hải Đăng Ô Tô thì nó hơi giống một chút, thì anh em chú ý em lấy cái tên nó hơi khó, Khải Đăng Ô Tô các bác hãy nhớ đăng ký follow ủng hộ Khả Năng Ô Tô. Chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều nhé. Thì cái cửa tiền mà khoảng tầm nhanh quanh 250-260 thì đây đi, chiếc này các bác cố lên một chút là 265 triệu, Khả Năng Ô Tô sẽ bao rút hồ sơ và hỗ trợ anh em một chút tiền anh em đi lại. Các bác nhìn này, một mẫu xe Vios mà hàng này là hàng chắc là được ưu tiên hàng đầu, vì thứ nhất là form dáng từ đời 2014, form mới rồi, động cơ của nó 1.3, tất nhiên bản thiếu rồi, bản đủ thì nó đắt hơn, bản đủ thì tầm 290-300. Dòng 1.3 này chắc chắn là đã qua dịch vụ rồi, nhưng con này rất là đẹp và cứng nhá. Chiếc này thì Khả Năng Ô Tô cam kết keo chỉ zin luôn, không đâm va tai nạn ngập nước. Đấy, máy thì em vừa kiểm tra và làm máy rồi. Làm máy vì trước nó máy nó hơi yếu thì em làm lại hơi rồi. Nhớ anh em có hỏi là nếu lấy máy zin tốt hay là lấy máy máy làm lại tốt thì Khả Năng xin nói với quý vị anh chị luôn là lấy máy zin tốt hơn nhé. Lấy máy zin tốt hơn nhưng mà đời cao, còn đời thấp thì anh em phải làm máy đi thì nó mới tốt hơn. Ví dụ như chiếc xe đời từ khoảng 26 trở xuống thì bắt đầu nó sẽ đuối hơi, nếu con xe nào dịch vụ thì nó sẽ đuối hơi, còn xe gia đình thì anh em đời 23, 11 vẫn máy zin là chuyện bình thường. Nhưng mà máy zin thì nó phải không ngon cơ, chứ máy zin mà không ngon thì anh em nên làm máy đại tu rồi thì anh em đỡ phải làm. Khoảng 5-7 năm nữa anh em không phải làm máy. Đấy thì con này đi giờ làm máy rất là chắc rồi, đi sướng lắm, mà bốc hơn cả lúc chưa làm máy rất là nhiều. Đấy thì anh em lấy chiếc này động cơ 1.3 về chạy dịch vụ cũng rất là ngon, và đi gia đình thì cũng hợp lý, mà độ lành thì cao, độ bền thì tốt hơn, đồ đạc phụ tùng thay thế sửa chữa nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Quý vị anh chị ạ, đấy thì Khả Năng xin tư vấn cho bà con như vậy. Còn một số mẫu khác thì Khả Năng sẽ quay lên đây cùng lúc luôn. Quý vị anh chị đừng rời mắt khỏi màn hình nhé. Khả Năng xin một like, một đăng ký kênh và một follow kênh. Khả Năng chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Tiếp theo là chiếc Kia Forte đời 2013. Em nghĩ đây là một mẫu xe anh em cũng nên lấy, vì chiếc này giá rất hợp lý ạ, chỉ 268 triệu thôi mà còn bớt. Mang nước sơn màu trắng nhé. Động cơ 1.6 thì nó cũng hao hao cái dòng Vios, nhưng mà 1.5. Nhưng mà con này thì nó tốn xăng hơn một xíu vì nó là phân khúc hạng C. Phân khúc C thì tôn vỏ với gầm bệ nó chắc hơn, đẹp hơn. Nếu về cái độ cứng thì con này gấp đôi, gấp rưỡi của con Vios các bác nhé, độ cứng đấy, vì nó nặng hơn, nó đẹp hơn, phần xương khung xương gầm của nó tốt hơn một chút so với vòng Vios, nên là giá thì nó cũng ngang hao hao thôi. Mà đời 2013 mà cửa tiền có 260 thì anh em cảm thấy có hợp lý không? Tất nhiên giá này Khả Năng Ô Tô còn bớt khách hàng của Khả Năng Ô Tô, em bớt rất là nhiều cho anh em khách hàng của Khả Năng Ô Tô nhé. Mẫu này thì màu trắng này, Ngọc Trinh, biển Bắc Giang, tên tư nhân, có hỗ trợ bao rút hồ sơ cho quý vị anh chị bà con. Bà con có bác anh chị mà ưng thì chụp ảnh màn hình gửi qua cho em sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho bà con nhé. Vì nhà rất là nhiều xe, không phải mẫu nào em cũng quay riêng từng chiếc một được, nên là bà con ưng chiếc nào thì nhắn cho em sẽ gửi hình ảnh và em sẽ xem xe để cho bà con anh em an tâm hơn về những mẫu xe bên em. Cái quảng cáo không biết đâu mà lần, nhưng mà em đã xem em báo chuẩn cho các bác rồi thì các bác không bao giờ phải ngại nhé. Đây này, cái cửa tiền 260 thì em cũng xin cắt luôn cái chiếc này luôn để chuẩn cho anh em 260 triệu nhé. Đời 2009, nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, động cơ 1.6 số tự động. Con này nó chỉ mất mỗi cái màu thôi chứ máy gầm rất là ngon, đi sướng chắc lịch luôn. Anh em nào đi xe gia đình lấy con này 260, đúng 260 là lỗ mất 35 triệu. Chiếc này bây giờ lên hơn 290 rồi nhá. Đứng đây, giữa rời đây các bác nhé. Giữa rời đây. Mà em mà nói sai nhá thì em xin ai gọi điện đấy? Em xin rời đánh luôn. Đấy. Con này thì lên hơn 290 rồi các bác ạ.
Các bác có thể không tin đâu, nhưng mà em nói chuẩn là hơn 290 rồi đấy. Giờ anh em cắt 26 là lỗ hơn 30 triệu luôn. Nhiều các bác nghĩ là buôn xe lãi lắm, lãi vừa đây. Nhưng con này thì chắc chắn là lỗ mất 30 triệu trở ra các bác. Trở ra chứ không phải trở vào đâu. Có thể lỗ hơn cơ. Đấy. Anh ơi, em đây, sao đây? Đừng gọi Zalo em tập này, em đang quay video. À, chắc run à? Thế thì chắc không... ừ thế ngon. Em qua hôm qua làm sao khách đi bảo không mát, thế là chắc là không ấn AC, khả năng không ấn AC rồi. Ừ đúng rồi, ok. Thế thì anh hộ em cái dây cu loa chưa? Dây cu loa nó kêu két đấy, anh làm cho em. Ừ, làm ngon cho khách cho em nhá. Ừ, em đang dở quay video, ok. Đấy, thì ngoài những cái mẫu xe Vios ra thì còn một số những mẫu xe anh em rất là phù hợp. Cái dòng Kia Rio cũng được các bạn. Kia Rio thì nhà có phiên bản xe gia đình và phiên bản xe qua dịch vụ. Thì phiên bản xe qua gia đình thì anh quanh nó khoảng cửa tiền là 300-301. Đây thì những cái mẫu như này này. Thì thôi em không quay ở cái video này nữa. Em chỉ quay tập trung những cái mẫu nào mà khoảng dưới 200 hoặc là trên 200-240-250 thôi. Thì đây, khả năng xin giới thiệu cho bà con các anh chị mẫu Vios đời 2009 nhé. Phiên bản số sàn động cơ 1.5. Chiếc này thì là mang nước sơn màu vàng cát. Nhà em có màu đen và màu vàng cát cho anh em lựa chọn. Đấy. Thì cái mẫu màu vàng cát này động cơ 1.5 số sàn. Gọn gàng lắm các bạn. Cái này bán là 168 triệu để anh em 160 nhá. Ngon lắm, đi con này thì chắc là chẳng hỏng được đâu. Đi không hỏng được đâu các bạn. Đi hàng năm nay rồi, khách đi hàng năm nay bán lại cho bên em cũng có hỏng đâu. Trước em bán cho anh đấy là 190 mấy triệu đấy. Bây giờ bán có 160 thôi. Rẻ hơn rất là nhiều quý vị anh chị ơi. Anh em đến trực tiếp cửa hàng gặp gỡ Khả Năng ô tô để lấy chiếc này nhé. Chiếc này thì Khả Năng có bao rút hồ sơ và bao đăng kiểm mới cho anh em. Và còn bớt độc lá cho bà quý vị anh chị nào mà quan tâm. Alo cho Khả Năng. Số điện thoại của em là 0326062789. Một số những mẫu xe khác như là Hyundai i10 hoặc là Nissan Sunny thì đây. Nissan Sunny thì em có màu đen, màu trắng và màu đỏ. Hôm nay thì em tạm chia tay chiếc màu đen rồi. Còn đây thì màu đỏ đây. Màu đỏ đời 2015. Và màu trắng 2015 em đồng giá cho bà con các anh chị là 205 triệu một con nhé. Bán luôn, bán ngay và không để làm gì cả em ạ. Đây này, chiếc này thì nó ra tên tư nhân chính chủ rồi. Trước đó thì có kinh doanh dịch vụ, nhưng mà xe rất là cứng đẹp, không có lỗi, không đâm đụng va chạm này. Mức độ xăng của nó thì rất là ok. Nissan Sunny thì nó động cơ chỉ 1.5 giống Vios, nhưng được cái nó bản đủ, nó có cả điều hòa đằng sau luôn kìa. Điều hòa gió đằng sau này rất là phù hợp cho anh em nào đi gia đình hoặc là anh em đi dịch vụ. Hợp lý lắm, cái cửa tiền nó rất là hợp lý thôi. Quý vị anh chị có thể nhìn thấy form dáng của nó thì nó không đẹp bằng Vios, nhưng mà cái giá tiền của nó thì lại rẻ hơn Vios rất là nhiều. Nếu Vios đời 2015 anh em mua với cửa tiền khoảng tầm 300 hơn bản đủ, thì chiếc này thì bản đủ nó chỉ rơi vào khoảng 200 hơn thôi, mà đều là xe qua dịch vụ, đúng không? Thế thì anh em có cảm thấy chiếc này nó rẻ hơn gần 100 triệu không? Đấy, so với chiếc kia mà phân khúc thì nó vẫn thế. Đây, dưới nào gặp con nào thì em quay con đấy phục vụ cho bà con nhé. Được dịch vụ được thì anh em có thể đi i10 đi. i10 màu đỏ đấy cũng được này. i10 màu đỏ, màu trắng này em còn rất là nhiều. Quý vị anh chị ơi, chiếc này đời 2016 bản nhập khẩu nguyên chiếc từ Ấn Độ, động cơ 1.2. 1.2 đi nó ổn định hơn so với 1.0. Đấy. Và 1.2 thì nó bốn máy nó sẽ mạnh mẽ hơn và leo đồi leo dốc nó tốt hơn. Cái về cái khung xương gầm thì con này phân khúc hạng A thôi, nhưng là phiên bản sedan. Thì chất lượng của nó thì không thể bằng Vios và Nissan Sunny được. Nhưng độ bền con này lại ngon luôn các bác nhé. i10 con này ngon luôn đấy, nành cực cơ, nó khác không khác gì con xe Toyota Vios cả. Đấy, và cái form dáng nó nhỏ hơn một xíu nhưng mà giá tiền thì rất là ok. Đời 2016 mà em để cho bà con 240 bao sang tên chính chủ, anh em cảm thấy có hợp lý không? Mà có cả màn hình Android rồi, đúng không? Ghế bọc ghế nỉ nguyên bản này các bác nhìn này. Đấy. Ghế nỉ nguyên bản luôn, vô lăng củ số đẹp và xe đẹp, máy zin, keo chỉ zin. Không lỗi, không đâm đụng va chạm gì cả. Màu sơn màu đỏ rất là đẹp luôn. Chiếc này thì tên tư nhân chính chủ biển Sóc Trăng. Em đã rút hồ sơ về rồi các bác nhé. Em chuyển về đây. Nên là em cũng muốn bán cho bà con các anh chị nào, kỷ niệm cho bà con các anh chị với mức giá là 340 triệu mà em bao sang tên chính chủ cho bà con luôn. Và bà con an tâm về chiếc xe này. Khả Năng xin đảm bảo cho bà con là không có tai nạn ngập nước các bác nhé. Sơn xi rất là sạch sẽ. Dòng này thì đã qua dịch vụ rồi, chắc chắn rồi thì nó mới rẻ vậy. Chứ nếu không có qua dịch vụ thì làm gì có chuyện, đúng không ạ? Đây, nếu mà cửa tiền hơn 200 thì em lại giới thiệu cho bà con có ba anh chị một mẫu xe nữa. Honda Civic phân khúc hạng C đời 2007. Chiếc này thì nó là anh của Honda City rồi. Và là nó ngang tầm với Toyota Altis hoặc là Kia Forte cũng như là Hyundai Avanti. Thì mẫu này nó là phiên bản xe gia đình số tự động đời 2007.
có đời có chút thấp nhưng mà nó chỉ hơn 200 thôi. Hơn 200 là bán rồi các bác nhé. Đang bán là 220 để cho anh em 201 thôi, bao hồ sơ. Các bác nào đến trực tiếp gặp cửa hàng, gặp Khả Năng Ô Tô còn bớt cho bà con. Có màn hình Android này, này số tự động đi sướng lắm, con này đi chắc lắm, máy còn zin nhá. Đời 2007 thôi nhưng mà máy còn zin. Đấy, nội thất đẹp, sạch sẽ. Nói chung là tiền nào của đấy đó bà con. Nếu mà 3-4-500 thì nó khác, còn nếu không thì anh em mua những con này cũng rất là ok. Đấy. Tôi tập trung vào những dòng chỉ hơn 200 một xíu thôi các bác nhé. 250-260 này. Đấy thì đây. Chiếc này Kia Rio đời 2014 nhé, phiên bản số sàn đời 2014, động cơ 1.4, nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Rio thì nó giống như con VSG kia, nó không có số sàn thì nó không có phanh ABS, nhưng giá lại rất hợp lý, đời 2014 mà phiên bản xe có qua dịch vụ rồi, cứng cáp, còn đẹp, máy zin, keo chỉ zin. À không, máy không biết có zin không, nhưng đời sâu sâu rồi thôi không nói nữa. Chiếc này thì để cho bà con các bác anh chị chỉ 270 thôi, bao sang tên chính chủ luôn. À, biển Đà Nẵng, tên tư nhân. À, có bao rút hồ sơ cho quý vị anh chị này. Nội thất rất là đẹp, sạch sẽ các bác nhìn không? Đó. Keo chỉ zin luôn. À, sơn xi thì em mới tỉa tót đánh bóng cái màu trắng này mà để thì nó sẽ ố màu. À, sau vài năm nó sẽ ố màu, chúng ta cũng phải sơn. Màu nào nó ố thôi. Nhưng màu trắng thì nó bẩn hơn một chút, anh em nào đi thì chịu khó rửa đi. Mua thêm một cái máy, sắm thêm một cái máy máy rửa xe đấy về, nếu mà chạy dịch vụ thì tối về hai vợ chồng chồng mông chồng tĩ lên rồi nâu là sạch sẽ hết các bác nhé. Tiếp theo là i10, lại là i10 các bác. i10 đời 2013 à 15. À, phiên bản sedan, tất cả những mẫu xe này em lên sóng để phục vụ cho bà con anh chị nào mà đi mà gì nhỉ, đời cái gì đáng quay thì quay con này mà phục vụ cho anh em mà chạy dịch vụ hoặc là khởi nghiệp thì chiếc này là khởi nghiệp rất là ok nhá. Và chiếc i10 2015 này em đang niêm yết giá bán là 238 triệu đồng. Tất nhiên Khả Năng Ô Tô thì sẽ bớt cho anh em từ 10 đến 15 triệu đồng mỗi xe. Anh em cứ đến trực tiếp gặp Khả Năng thì sẽ biết ngay. Và em tính em rất là thẳng thắn, đã bán là bán và mua là mua. Không bán là anh em cũng vui vẻ thôi. Chưa đến em mời anh em ăn cơm. Tối đến anh em tự ăn cơm ở nhà, em về nhà với vợ. Đấy. Nên là Khả Năng chân thành cảm ơn mọi người từ phương xa rất là nhiều. Anh em đến chưa ai mà bảo em thái độ hay là em kiểu như là không thèm tiếp khách mới lại gì đâu. Em quý lắm. Em rất là quý, vì sao? Mình là người bán hàng, mình phải biết khách hàng là thượng đế. Tất nhiên thượng đế nó phải phù hợp, chứ không phải thượng đế nào cũng xưng xỉa lên là không được. Nhưng mà em đã tiếp khách thì rất là nhiệt tình, rất mong quý vị anh chị đến với nhà em là mua được xe. Không được anh em đi về cũng vui vẻ, vì em tả chuẩn, tả cho các bác đến mà không đúng như mô tả, anh em cứ vào mà mặt Khả Năng Ô Tô luôn. Còn anh em nào trước khi đi nhớ phải alo trước, không đỡ mất tiền cò tiền cầu nhá. Qua cầu qua cò thì em gặp trực tiếp em thì giá nó hợp lý hơn rất là nhiều. Anh em có kinh nghiệm rồi thì anh em đến cứ alo cho em phát, em chỉ định anh em nào tiếp khách thì nào ok. Chứ còn nếu anh em mà cứ alo lung tung lằng nhằng này dẫn theo cò theo cầu lên thì mà đội giá tiền xe lên thì cũng rất là khó. Năm lúc người ta ai cũng có công đấy, người có của người có công đấy, thì bây giờ mình thực ra cái công người ta cũng chẳng đáng bao nhiêu đâu, 1 triệu 2 triệu 3 triệu tiền công, nhưng mà cái tiền đấy em lại muốn bớt cho khách hàng của em thì hơn, đúng không ạ? Em muốn bớt cho khách hàng của em đấy thì em bớt trực tiếp vào khay vào giá xe cho các bác, có phải sướng không, đúng không? Tự dưng anh em lại dẫn đi một đống người, sau đó có một ông đi ra nhà vệ sinh xong rồi giơ tay ngón chân chưa, đi vào giơ 5 ngón em chặt cụt 3 ngón đi cho 2 ngón thì tự dưng các bác lại mất thêm tiền, đúng không? Đấy thì anh em cứ cân đối tự lập hợp lý thì anh em tin tưởng anh em ra cửa hàng có bớt có lộc lá và bao rút hồ sơ cho bà con tất cả những mẫu xe bên em. Đây chiếc i10 sedan này cũng là một sự lựa chọn để cho anh em chạy dịch vụ rất là ngon này, vì nó là phiên bản đủ màu bạc thì nói thật bà con các anh chị nè là nó sẽ lựa khách hơn một lựa người mua hơn một chút, vì anh em thường thích màu mè, thanh niên thì thường thích màu mè, nhưng các bác chung ở khoảng tầm hơn 30 cái tuổi em đây thì em thích cái màu nó nhã nhặn tí là màu đỏ, em thích màu đỏ cơ. Còn anh em là thích màu bạc này. Bản đủ thì anh em cầm chìa khóa đi xa nó tự động chốt cửa nhé, nó có phím cửa thông minh, có xi nhan gương và cục xòe gương đầy đủ nhé, có đầy đủ start top và có túi khí phanh ABS. Bản thiếu nó sẽ không có. Chiếc này thì Khả Năng Ô Tô đời 2016 em để cho bà con chỉ 250 triệu đồng thôi, 250 triệu đồng bản đủ anh em. Anh em alo cho Khả Năng Ô Tô nhé, giá vẫn còn nọc lá và thương thảo cho anh em nào yêu thích Khả Năng Ô Tô. Khả Năng chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đây dưới này nữa, đây có một số những mẫu tầm trung khoảng 250 đúng không, thì Khả Năng xin giới thiệu cho bà con mẫu tiếp theo, mẫu Hyundai Avante đời 2014 này, 275 triệu anh em ạ. Đấy, mẫu này thì 275 triệu, anh em cảm thấy hợp lý về chạy dịch vụ không? Dòng này Avante trong phân khúc C nó giống như Forte đấy, máy trùng chung với Kia Forte luôn, dùng chung máy với Kia Forte. Con này thì động cơ 1.6 số sàn thì để cho quý vị anh chị là 260 triệu, 260 nhé, chuẩn giá 260 luôn. Đây bên cạnh nó cũng thế, để cho anh em 260.
Kia Rio đời 2014. Chiếc này thì nó là phiên bản số sàn biển Sơn La 26 đây. Đấy, mang nước sơn màu bạc, khá là đẹp, sạch sẽ. Cũng là mang nước sơn màu bạc sạch sẽ đây, thì anh em về chạy dịch vụ cũng rất là ngon, với cửa tiền 250 nhá. 200 đến 250 thì có mẫu nào thì em báo luôn cho bà con, kể cả 7 chỗ tí em báo luôn. Anh em đừng rời mắt khỏi màn hình. Em sẽ có một vài điều bất ngờ cho quý vị anh chị nào đã theo dõi Khả Năng Ô Tô lâu rồi. Anh em cứ đến đi. Cứ đến đi. Tình cảm là trên hết, nhưng mà bọn em phải có lời. Buôn bán mà nhỉ. Có tin lời. Khách hàng mua 4 lần thì hôm nọ bán con anh Van là không lời thật, nhưng mà thôi. Tùy con, không phải tùy khách, không phải khách nào mình cũng bớt sâu được, nhưng mà đây. Điều bất ngờ đầu tiên Khả Năng Ô Tô xin dành cho quý vị anh chị là một mẫu xe gia đình. Chỉ hơn 201 em bán cho bà con các bác khách hàng của Khả Năng Ô Tô nhé. Chiếc này là em để cho khách hàng Khả Năng Ô Tô là 215 triệu thôi. Còn nếu anh em nào đến cửa hàng mà không alo cho Khả Năng Ô Tô thì anh em có nhìn thấy giá niêm yết đâu, là 236 triệu đồng. Chiếc này thì Khả Năng Ô Tô mua lại của anh em Quảng Ninh. Ngày xưa em bán cho anh em, ngày xưa là con xe này tư nhân một chủ tư mới, em bán cho anh em nó lâu lâu rồi. Đời 2018 cơ. Và lần 2018 em bán cho khách hàng và ra tên chính chủ của khách rồi. Tư nhân chính chủ ngày trước là một chủ thừa mới, bây giờ vẫn là một gần như là còn zin hết nhé các bác nhé. Rồi cũng là một gốc Quảng Ninh, ra tên thứ hai là Quảng Ninh thôi, nhưng mà không khoan đục các bạn, có màn hình Android cam lùi đầy đủ hết rồi. Chiếc này thì xe gia đình không khoan đục các bác nhé. Động cơ 1.2 bản thiếu thôi, nhưng mà cửa tiền rất là hợp lý đây. Đây tiện đây thì IM sedan các bác nhé. Tiện đây thì em xin giới thiệu luôn cái mẫu xe này, mẫu Avante này đời 2012, máy còn zin mà, keo chỉ zin, máy zin, sơn màu trắng đẹp, ngọc trinh như này, nội thất đẹp ngất người luôn anh em ạ, ngất người luôn ấy, không phải là vớ vẩn đâu, hàng vớ vẩn đâu, nội thất nó đẹp ngất người luôn các bác nhìn này. Vô lăng củ số này đẹp chưa, ghế này, nội thất đẹp như này mà rẻ đó chứ, để cho bà con có bác anh chị có 230 triệu thôi. Con này thì xác định em bán giá đấy là lỗ rồi, ngày xưa em bán là 260 đấy, 258 triệu đây, nhưng mà con này để cho anh em 230 triệu là lỗ, 230 triệu là lỗ luôn, nhưng mà thôi. Bán đi, tôi thuận vừa bán đây, con này cũng bán lỗ nhá. Con này cũng để lâu là bán lỗ này, con này phải bán lỗ là 14 hay 15 triệu như này. Đấy. 14 hay 15 hay 17 triệu gì đấy, nếu bán xong là lỗ. Nhưng mà không sao cả. Vui vẻ thôi, không quan trọng gì, đúng không? Đây, cái cửa tiền 200 mà khởi nghiệp được, anh em có thể là nghiên cứu lấy hai mẫu xe Vios này. Innova với Karen này nhá. Innova đời 2007, em để cho anh em 140. Bán 165 triệu để anh em 140 có hợp lý không? Đó. Hợp lý mà. Đời 2007 tất nhiên là bản G thôi, bản G thì phải tầm gần 200 hoặc là hơn 200, 220. Thì chiếc này nữa, chiếc này thì để cho bà con chuẩn 200 nhé. Đợt em mua là 180 mấy triệu nhỉ, 187 triệu. Về thì làm tí sơn thôi, mới lại chưa làm gì cả. Nói chung con này đẹp, cứng. Em vừa đăng kiểm xong thì nó lên hơn 190 rồi. Hơn 190 rồi thì bán rao bán là 228, để cho bà con là 200 thì chắc là cũng chỉ được vài triệu thôi. Nhưng mà thôi thì để lâu rồi bán đi các bác nhé. Anh em là ưng thì alo cho Khải Đăng nhé, không khoan đục. Các bác nên nhớ là xe không khoan đục, không taxi thì nó đắt hơn một chút so với chiếc xe mà đã qua dịch vụ rồi. Thì nó rẻ hơn vì thợ đi mua thì thợ sẽ nhìn vào cái xe này qua dịch vụ phát bảo úi anh ơi con này qua dịch vụ rồi. Thế này ép giá thôi chứ thực ra nhiều con xe dịch vụ đi còn đẹp hơn cả xe gia đình. Nắm lúc các bác đi ép thì phải ép như thế thì mới mua được, phải đi xin sổ. Khách hàng bán rẻ thôi thì về em bán rẻ. Nhưng em chỉ muốn bán những cái mẫu xe ở đây đồng giá 100 triệu hoặc là 50 triệu thôi các bác. Vì sao? Vì đi buôn có bao giờ lỗ đâu, đúng không? Lúc đấy thì mình sẽ lãi theo kiểu lãi 1-2 triệu một xe thôi, nhưng bán nhanh, bán đông, đông người mua, đông người bán thì nó dễ hơn, đúng không ạ? Chứ còn nếu mà thật bà con các anh chị này, cơ chế ở mình đấy, nói chung cơ chế ở mình thì nó chưa có cái cơ chế tốt để nhập xe giá rẻ. Nếu mà nước ngoài ồ ạt cho xe vào đây mà giá thuế xe là không đồng, chẳng hạn sản xuất trong nước, lắp ráp trong nước thì nó rẻ nữa thì anh em mua thì vô cùng đơn giản luôn, đúng không ạ? Nhưng mà mình không ở đây nên mình phải chấp nhận thôi. Chứ đúng ra thì nó phải rẻ mới đúng. Như nào Campuchia người ta đi toàn xe rẻ thôi, nhưng mình có đâu. Anh em cũng phải chấp nhận nhé. Đấy, đây, một mẫu Vios màu vàng cát đời 2014 này, cửa tiền 207 cho bà con lựa chọn nhé. Mang nước sơn màu vàng cát biển Hải Phòng này anh em. Anh em ưng đến đấy nhá. Đây tiếp tục này, hai con i10 sedan này nữa. 204, 203, 202 thôi, nó bán hết các bác nhá. Đấy. 202, 203, 204 là bán hết các bạn. Đây này. Đấy chiếc Vios này cũng thế này, 275 triệu này em ra rồi. Đời 2014 nhá. Con này 2015 chứ, 2015 máy zin này, nốt 4 quả mới, con này vào hơi cao. Vào hơi cao anh em nhìn nốt vẫn còn nguyên ta lông này, râu nốt còn nguyên này. Đấy thì có chiếc này thì nó là đang bán là 288 triệu để anh em 275 này chuẩn đi. Chuẩn không bớt.
không bao, không bao gì. Còn nếu mà bao thì phải bao, phải chấp nhận thêm một tí thì bọn em sẽ lộc lá cho bà con. Đây, đây con xe này này, con Earthshaker này, đời 2015, à, 2016 chứ. Và trước này thì em đang để cửa tiền là 250. Đấy, 250. Đây, một mẫu xe nhập khẩu, nhập khẩu nguyên chiếc tại gì nhá, Thái Lan về Việt Nam anh em. Xe anh em biết rim Thái chưa? Bao giờ mà hỏng được. Con này thì được trang bị thêm màn hình Android này, xong rồi túi khí phanh ABS này, các bác nhìn này, zin này, zin hết các bác. Nói chung keo chỉ zin máy zin nhé. Xăng này 4.3 trên 100 km. Đây là điều bất ngờ cuối cùng mà Khả Năng dành cho bà con, các bác anh chị trong cái video này. Còn tất nhiên khách hàng gọi cho Khả Năng ô tô thì sẽ có rất nhiều điều bất ngờ. Quý vị anh chị hãy alo trực tiếp cho Khả Năng qua số điện thoại 0326062789. Đấy, Khả Năng sẽ chốt cái giá êm nhất, đẹp nhất cho anh em nào mà quan tâm ủng hộ Khả Năng ô tô. Giá bán 259 triệu đồng để cho bà con 235 triệu đồng anh em, chuẩn giá không bao gì. Các bác hãy đến trực tiếp cửa hàng liên hệ Khả Năng qua số điện thoại 0326062789. Khả Năng chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn mọi người trong video clip tiếp theo của em Đăng. Xin chào, hẹn gặp lại.